Chương 5, vai trò các thành phần thực phẩm chức năng với sức khỏe. Sau khi học xong, các bạn cần đạt được hai mục tiêu. Một, trình bày được vai trò của thực phẩm chức năng đối với sức khỏe. Hai, trình bày được các hoạt chất sinh học có nguồn gốc thảo dược. Phần 1. Carbohydrate. Carbohydrate là những thành phần rất quan trọng của thực vật. Nó là nơi tích trữ năng lượng từ ánh sáng mặt trời qua quá trình quang hợp. Là nguồn nuôi sống loài người và loài vật, khi nghiên cứu các đường đơn giản người ta thấy cấu tạo của đường tương ứng với công thức CnH2ON nên gọi là carbohydrate, ví dụ. Glucose là C6O, về sau khi nghiên cứu kỹ người ta thấy có một số loại đường không thể viết được công thức chung CnH2ON. Do vậy, Hội nghị Danh pháp Quốc tế có đề nghị gọi glucid, tuy vậy từ carbohydrate vẫn còn thông dụng, có thể định nghĩa carbohydrate hay glucid là những nhóm hợp chất hữu cơ, gồm những monosaccharide. Hướng dẫn chất là những sản phẩm ngưng tụ của chúng, monosaccharide là những chất polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyacetone có thể tồn tại dưới dạng mạch hở và dạng mạch vòng bán acetan. Carbohydrate có thể chia thành 3 nhóm là monosaccharide. Tinh bột. Tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh, ở trong tế bào thực vật, hạt lạp không màu là nơi tạo ra tinh bột, các glucid hòa tan kéo đến hạt lạp không màu và được để dành dưới dạng tinh bột. Tinh bột được giữ lại trong các bộ phận của cây, củ, rễ, hạt, thân với hàm lượng từ 2-70%, trong lá thường không quá 2%. Tinh bột ở dạng hạt, kích thước và hình dáng khác nhau, không tan trong nước lạnh, đun với nước thì tinh bột dần dần bị hồ hóa và độ nhớt của dung dịch tăng lên. Trong quá trình hoạt động của cây, tinh bột dưới tác dụng của enzyme có sẵn trong cây bị cắt nhỏ thành đường đơn giản, hòa tan được trong nước và được chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Tinh bột được cấu trúc bởi hai loại polysaccharide được gọi là amylose và amylopectin. Khi thủy phân tinh bột bằng axit thì sản phẩm cuối cùng là glucose. Ngoài sự thủy phân tinh bột bằng axit, trong thực vật, tinh bột còn bị thủy phân bằng các enzyme cắt nhỏ tinh bột bằng các đường đơn giản ở dạng hòa tan và được chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Chế tinh bột, chúng ta cần phân biệt bột với tinh bột. Bột mì, bột gạo khác hẳn với tinh bột gạo. Muốn có bột mì ta chỉ cần nghiền hạt lúa mì sau khi đã loại vỏ, nhưng muốn có tinh bột mì ta phải qua chế biến. Thành phần của bột mì ngoài glucid còn có protein, lipid, muối khoáng, vitamin. Còn tinh bột thành phần chủ yếu là glucid. Nguyên tắc chung để điều chế tinh bột gồm các giai đoạn. Làm nhỏ nguyên liệu để giải phóng tinh bột ra khỏi tế bào. Nhào với nước lọc dây hoặc qua và lấy phần dưới dây. Cho lên men. Rửa nước rồi phơi khô. Chế tinh bột gạo, ngâm gạo hay tấm với nước vôi trong 7 ngày, vớt gạo ra cho ráo nước rồi đem xay. Trong lúc xay có thêm nước, nước bột xay đem lọc 2 lần, lần đầu qua dây thưa, lần sau cho qua dây mát mau hơn. Tinh bột qua dây còn lẫn một ít protein, cần ngâm thêm nước vôi rồi sau đó rửa bằng nước lắng gạn lấy tinh bột rồi phơi khô. Tinh bột là thành phần chính trong lương thực. Nguyên liệu có nhiều tinh bột là các hạt ngũ cốc, các loại củ, đôi khi có trong thân cây, như cây báng. Hiện nay, nguồn để chế tinh bột dùng trong nước và xuất khẩu là tinh bột sắn là chủ yếu. Năm 1995, tại Tây Ninh đã xuất khẩu 28.000 tấn. Trong ngành dược, tinh bột được dùng làm tá dược viên nén. Để cho dễ tiêu hóa, người ta có thể chế từ loại tinh bột đã được rang lên. Tinh bột còn là nguyên liệu sản xuất glucose, cồn etylic. Những dược liệu cụ thể, cát can là dược liệu được chế từ củ sắn dây, họ đậu. Đặc điểm thực vật. Là loài dây leo dài có khi đến 10 mét, lá kép gồm 3 lá chét, cuống lá chét ở giữa dài, cuống lá chét hai bên ngắn, lá chét có thể phân thành 2 đến 3 thùy. Về mùa hạ trổ hoa màu xanh, hoa hình cánh bướm mọc thành chùm ở kẽ lá, quả loại đậu có nhiều lông, củ dài to, nặng có khi đến 20 kg, nhiều xơ. Muốn trồng người ta đào hố sâu 50 cm đổ rác và mùn lấp đất xốp lên, đến tháng 1 đến 2 dâm cành vào hố. Có nhiều vùng chuyên trồng để tinh chế tinh bột như các tỉnh Tây Ninh mỗi năm sản xuất khoảng 20 tấn tinh bột. Bộ phận dùng, rễ củ, thành phần hóa học, tinh bột chứa 12-15%, tác dụng và công dụng. Bụi gia tinh hoạt chất của các can được hấp thu hoàn toàn qua ruột khi theo dõi trên người tình nguyện bằng đường uống, sau khi hấp thu bụi gia tinh liên kết với albumin của huyết tương 42%.
được phân bố chủ yếu trong gan và thận, được thải trừ sau khi chuyển hóa trong gan chỉ 10% liều hấp thu, thải trừ qua nước tiểu ở dạng không bị biến đổi. Mạch nha là hạt đầy mầm phơi khô của cây đại mạch, họ lúa. Đặc điểm thực vật, đại mạch là cây ngũ cốc trồng hàng năm. Mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 100 triệu tấn. Muốn chế biến thành dược liệu người ta cho hạt nảy mầm, khi một số mầm bắt đầu xanh thì đem phơi nắng cho khô. Những hạt chưa nảy mầm thì không dùng. Các thành phần hóa học, chủ yếu là tinh bột, ngoài ra còn có protein, lipid, vitamin, chất khoáng. Trong đại mạch khi nảy mầm thì giàu các enzyme, tác dụng và công dụng. Do có enzyme nên mạch nha có tác dụng giúp tiêu hóa, dùng để chứa các trường hợp ăn uống kém tiêu, thuốc lợi sữa, trẻ em đau bụng đi ngoài, lị viêm ruột. Ý dĩ, dược liệu là hạt của cây ý dĩ còn gọi là bo, họ lúa, đặc điểm thực vật và phân bố, là cây thảo sống hàng năm, cao chừng 1 đến 1,5 mét. Thân nhãn bóng có vạch dọc, thân có phần nhánh, các mấu phía dưới có thể có rễ phụ, cây mọc hoang thành bụi, lá hình mắc dài 10 đến 40cm, rộng 1,5 đến 3cm, gân dọc nổi rõ, gân giữa to. Hoa đơn tính cùng gốc mọc ở kẽ lá thành bông, hoa đực mọc phía trên, hoa cái phía dưới, hoa đực có ba nhị, quả có màng cứng bao bọc, cây mọc ở nơi ẩm mát. Theo trồng nhiều ở Thanh Hóa, Nghệ An, Sông Bé và vùng Tây Nguyên. Thành phần hóa học. Tinh bột. Trong rễ và lá có chất chống viêm đó là benzoxazolone do có tác dụng ức chế giải phóng histamine. Công dụng. Trong y học cổ truyền, ý dĩ dùng làm thuốc giúp tiêu hóa, chữa tiêu chảy cho chức vận tiêu hóa kém, viêm ruột, lị, làm thuốc thông tiểu trong trường hợp phù, tiểu tiện ít. Ngoài ra còn chống viêm khớp, làm thuốc bồi dưỡng cơ thể, bổ phổi, ngày dùng 10 đến 30 gram dạng thuốc sắc, hoàn tán với các vị thuốc khác. Đặc điểm thực vật và phân bố, cây được trồng ở vùng ao, đầm có nhiều ở đồng bằng. Thân rễ hình trụ mọc trong bùn, gọi là ngó sen dùng làm thực phẩm, lá mọc lên khỏi mặt nước, cuống lá dài có gai nhỏ, phiến lá hình đĩa to, đường kính 40 đến 70cm có gân tỏa tròn. Hoa to, gồm nhiều cách hoa trắng, đỏ hồng, đều lưỡng tính, nhiều nhị, bao phấn hai ô mở ra bởi kẽ dọc, chúng đới dài ra mọc thành phần trụ màu trắng gọi là hạt gạo, phần này có hương thơm dùng để ướp chè. Lá noãn nhiều và rời nhau, đựng trong một để hoa loa hình nón ngược, vòi ngắn, núm nhụy chỉ nhô lên khỏi đế hoa, mỗi lá noãn sinh ra một quả, trong đựng một hạt, hạt không có nội nhũ. Hai lá mầm nạc dày bao bọc bởi một màng mỏng, chồi mầm, mâm sen, mang bốn lá non gập vào trong có diệp lục. Bộ phận dùng và chế biến. Hạt sen là hạt còn màng lụa hồng bên ngoài, phơi khô được gọi là liên nhục. Quả sen là quả già phơi khô còn gọi là liên thạch. Tâm sen là chồi mầm phơi khô được gọi là liên tâm. Tua sen là nhị hoa còn gọi là liên tu. Lá sen hái vào mùa hè và mùa thu còn gọi là liên diệp. Ngoài ra người ta còn dùng gương sen là đế hòa, gọi là liên phòng, ngó sen là thân rễ còn gọi là liên ngẫu. Thành phần hóa học, hạt có thành phần chính là tinh bột. Hạt sen thường dùng nấu chè ăn hoặc làm mứt sen, y học cổ truyền dùng hạt sen làm thuốc bổ tỳ. Thuốc chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ, di tinh, đi tiểu lỏng ngày dùng 30 gram. Tâm sen làm thuốc an thần, chữa mất ngủ ngày dùng 5 gram. Lá sen có tác dụng như tâm sen, ngoài ra, còn dùng làm thuốc cầm máu, ngày dùng 20 gram. Gương sen, tùa sen dùng làm thuốc cầm máu, chữa di mộng tinh. Hoài sơn, đặc điểm thực vật và phân bố. Dây leo thân cuốn sàng phải, thân rễ phình to lên thành củ ăn sâu xuống đất khó đào, củ hình chày, dài có thể đến 1 mét, có nhiều rễ con. Mặt ngoài có nhiều xám nâu, bên trong có bột màu trắng, phần trên mặt đất ở kẽ lá thỉnh thoảng có những củ con nhỏ, củ này có thể đem trồng được, lá mọc đôi khi mọc xô, lá đơn, nhẵn. Hình tim, đầu nhọn, có 5 đến 7 gân chính, hoa mọc thành bông, trục bông khúc khuỷu mang nhiều hoa. Hoa đực và hoa cái khác gốc, bao hoa 6, dài bằng nhau, nhị 6, hoa cái mọc thành bông, quả đang có 3 cánh, cây mọc hoang ở rừng, nhân dân vẫn đào lấy củ ăn. Hiện nay được trồng ở nhiều nơi, nhân giống bằng củ, thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Bộ phận dùng và chế biến, thân rễ, thành phần hóa học, chủ yếu là tinh bột và chất nhựa. Công dụng, trong y học cổ truyền dùng làm thuốc bổ tỳ, bổ thận, lị mạn tính, đái đường, đái đêm, di tinh, mồ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt, đau lưng. Ngày dùng 12 đến 24 gram dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột, hoài sơn đã được ghi vào dược điển Việt Nam. Phần 2, nhóm hoạt chất glycoside, định nghĩa về glycoside.
Glycosid là những hợp chất hữu cơ được tạo thành do sự ngưng tụ giữa một phần là đường và một phần không phải là đường. Phần không phải đường được gọi là A-glycol hoặc genin có cấu trúc hóa học rất khác nhau, tác dụng sinh học được phụ thuộc vào phần này. Trước đây người ta thấy phần đường là glucose nên gọi là glycosid, nhưng thực ra phần đường có thể là những đường khác nhau. Các loại glycosid thường gặp trong dược liệu, glycosid tim, saponin, anthraglycosid, flavonoid, tannin. Saponin, định nghĩa, saponin còn gọi là saponoid, do chữ Latin sapo có nghĩa là xà phòng, vì tạo bọt như xà phòng, là một nhóm glycosid lớn, gặp rộng rãi trong thực vật. Người ta cũng phân lập được saponin trong động vật như hải sâm, cá sào. Saponin có một số tính chất đặc biệt, làm giảm sức căng bề mặt, tạo bọt nhiều khi lắc với nước, có tác dụng nhũ hóa và tẩy sạch. Làm vỡ hồng cầu ngay ở nồng độ rất loãng, độc với cá vì saponin làm tăng tính thấm của biểu mô đường hô hấp nên làm mất các chất điện giải cần thiết, ngoài ra có tác dụng diệt các loài thân mềm như giun, sán, ốc, sên. Kích ứng niêm mạc gây hắt hơi, đỏ mắt, có tác dụng long đờm, lợi tiểu, liều cao gây nôn mửa, đi lòng, có thể tạo phức với cholesterol. Tuy vậy một vài tính chất trên không biểu hiện ở một vài saponin. Theo tác dụng và công dụng, saponin có tác dụng long đờm, chữa ho. Saponin là hoạt chất chính có trong dược liệu chữa ho như viễn trí, cát cánh, cam thảo, thiên môn, bạch môn. Một số dược liệu có chứa saponin có tác dụng thông tiểu như rau má, tỳ giải. Saponin có trong một số vị thuốc bổ như nhân sâm, tam thất và một số dược liệu thuộc họ nhân sâm khác. Saponin làm tăng tính thấm của tế bào. Sự có mặt của saponin sẽ làm cho các hoạt động của chất khác dễ hòa tan và hấp thu. Một số saponin có tác dụng chống viêm, một số có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và ức chế virus. Một số có tác dụng chống ung thư trên thực nghiệm. Nhiều saponin có tác dụng diệt các loài thân mềm, nhuyễn thể. Một số nguyên liệu có chứa saponin dùng để pha nước gội đầu, giặt len, dạ tơ lụa. Các dược liệu chứa saponin, cam thảo, viễn trí, cát cánh, ngưu tất, ngũ gia bì chân chim, nhân sâm, tam thất, bạch môn, thiên môn. Tác dụng, dịch chiết cam thảo có tác dụng chống loét dạ dày, có tác dụng chống co thắt, tác dụng long đờm do các saponin. Tác dụng tương tự cortisone, giữ nước trong cơ thể kèm theo tích các ion natri và clo và tăng thải ion kali, giảm lượng nước tiểu, tăng huyết áp. Nếu dùng cam thảo một thời gian lâu thì có hiện tượng phù. Cam thảo cũng có tác dụng chống viêm, chống loét và làm chóng liền sẹo. Tác dụng ức chế enzyme monoamino cũng được phát hiện. Sau công dụng, thuốc chữa ho. Thuốc chữa loét dạ dày và ruột, uống 10 đến 14 ngày, nghỉ vài ngày để tránh hiện tượng phù, thường hay phối hợp với bismuth nitrat kiềm, magie carbonate, canxi carbonate. Dùng làm thuốc chống viêm tại chỗ. Trong bào chế dược khoa, cam thảo dùng làm tá dược điều vị để làm mất các vị khó uống trong các chế phẩm. Vì có tác dụng chống co thắt, cam thảo được phối hợp làm trà nhuận tràng. Cam thảo còn được dùng làm mứt, nước uống, làm thơm thuốc lá. Cao mềm, cao lỏng, cao khô trong quá trình chiết bằng nước để làm cao, người ta cho thêm amoniac để dễ hòa tan các dược chất. Cam thảo còn được dùng dưới dạng siro. Cam thảo là vị thuốc được gặp trong nhiều đơn thuốc cổ truyền dưới dạng thuốc sắc. Cam thảo kết hợp với ô mai, gừng dưới dạng mứt ô mai cam thảo để ngậm chữa ho. Điều chế thuốc mỡ dùng để chống viêm, chữa một số bệnh eczema. Viễn trí là vỏ rễ phơi khô của một số loài thuộc Chipoligala. Dược điển Việt Nam in lần thứ nhất và dược điển Trung Quốc quy định hai loài, viễn trí lá nhỏ và viễn trí Siberia. Tác dụng, uống với liều thích hợp saponin có trong dược liệu sẽ kích thích sự bài tiết niêm dịch ở khí quản. Có tác dụng chữa ho, long đờm, kích thích sự bài tiết nước bọt, bài tiết các tuyến ở da và thông tiểu. Viễn trí có tác dụng tiêu viêm, ngoài ra còn có tác dụng an thần, nâng cao trí lực. Công dụng và dạng dùng, thuốc có tác dụng chữa ho, liều dùng mỗi lần 2 giờ, ngày 6 gram dưới dạng thuốc sắc, nếu cao lỏng thì dùng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 0,5 đến 2 ml. Có thể chế dưới dạng siro, rễ viễn trí tác nhỏ 10 gram, nước cất 150 ml, hãm viễn trí trong nước sôi trong 8 giờ, gạn, lọc rồi thêm đường theo tỷ lệ siro pha nguội. Trong y học cổ truyền, viễn trí được chế biến dưới hai dạng, chiết viễn trí đã được đun với nước cam thảo đến cạn rồi phơi khô. 1 kg viễn trí cần 60 g cam thảo.
mật viễn trí được xào với mật ong, 1 kg viễn trí cần 200 g mật ong. Ngoài công dụng chữa ho, trong y học cổ truyền còn sử dụng viễn trí phối hợp với các vị thuốc khác để điều trị suy nhược, hay quên, sợ hãi. Cát cánh, dược liệu là rễ của cây cát cánh, họ hoa chuông. Tác dụng, saponin của cát cánh có tác dụng phá huyết mạnh, long đờm và tiêu đờm, làm hạ cholesterol máu. Dược liệu còn có tác dụng hạ đường huyết, làm giảm thần kinh và giảm sốt. Có trường hợp bệnh nhân bị nôn sau khi uống thuốc, cần thận trọng trong trường hợp bệnh nhân bị loét dạ dày và ruột. Công dụng chữa ho có đờm, trong y học cổ truyền có đơn thuốc của trọng cảnh. Ngưu tất, dược liệu là rễ đã chế biến của cây ngưu tất, họ rau dền. Tác dụng và công dụng, rễ ngưu tất có tác dụng hạ cholesterol máu và có tác dụng hạ huyết áp. Viện Dược liệu, Bộ Y tế Việt Nam đã sản xuất cao toàn phần bào chế dưới dạng viên đen thử tại viện, bảo vệ sức khỏe người có tuổi do giáo sư Phạm Khuê và cộng sự đã đi đến kết luận sau. Ngưu tất có tác dụng làm giảm cholesterol máu trên 65% số bệnh nhân có cholesterol máu cao được điều trị. Ngưu tất có tác dụng giảm tỷ lệ beta trên alpha lipoprotein máu ở 82% số bệnh nhân có tỷ lệ beta trên alpha lipoprotein máu cao điều trị. Trong đông y, vị ngưu tất được dùng phối hợp với một số dược liệu khác để chữa chứng mất kinh, đẻ khó, ngoài ra còn dùng để chữa bệnh thấp khớp, đau lưng, bí tiểu tiện. Chú thích: ở nước ta còn có cây cỏ xước, mọc hoang, nếu cây được trồng và chăm bón thì cũng cho rễ mềm và cũng có thể dùng được như ngưu tất. Cây này khác cây trên ở chỗ lá có khía răng, lá to hơn và bông dài hơn. Ngũ gia bì chân chim, dược liệu là vỏ thân phơi hay sấy khô của cây ngũ gia bì chân chim, gọi tắt là cây chân chim, họ nhân sâm. Công dụng, trong nền y học cổ truyền, dùng làm thuốc thông tiểu, chữa phù thủng, chữa phong thấp, thuốc bổ, giúp cho sự tiêu hóa. Rễ củ chế biến của cây nhân sâm, họ nhân sâm. Nhân sâm được dùng lâu đời ở các nước Á Đông và đã được đưa vào dược điển một số nước. Dùng sâm trong trường hợp suy nhược cơ thể sau khi ốm nặng, làm việc quá sức và mệt mỏi, liệt dương, lãnh dục, ăn không ngon, suy yếu đường tiêu hóa. Sâm có tác dụng chống lão hóa, chống sờ chết, sờ vỡ động mạch, bệnh tiểu đường, lipid máu cao, gan nhiễm mỡ. Dùng nhân sâm thì nâng cao khả năng lao động bằng trí óc, khả năng tập trung tư tưởng và tăng trí nhớ, tăng cường miễn dịch đặc hiệu của hệ thống đề kháng. Cách dùng, dùng dưới dạng cồn thuốc, nước chưng cách thủy, thuốc bột dập viên. Ngày dùng 2-6 g, hiện nay trên thị trường thông dụng là loại trà tan. Đặc điểm sinh thái của sâm ngọc linh có thân dạng thẳng đứng, màu lục hoặc hơi tím, có đường kính thân khoảng 4-8 mm, thân rễ mang nhiều rễ nhánh và củ, có đường kính 1-2 cm, thường mọc bò ngang trên hoặc dưới mặt đất. Trên đỉnh của thân mang lá kép hình chân vịt mọc vòng với 3-5 nhánh lá. Cuống lá kép dài 6-12 mm và mang 5 lá chét. Lá chét ở chính giữa lớn hơn với độ dài 12-15 cm và rộng 3-4 cm. Lá chét phiến thường có hình bầu dục, chóp nhọn và có mép răng cưa, có lông ở hai mặt, hoa mọc dưới các lá thẳng với thân với cuống tán hoa dài 10-20 cm. Mỗi tán hoa có khoảng 60-100 hoa, có màu vàng nhạt, quả mọc ở tán lá, mỗi quả chứa 2 hạt. Phân bố, cây sâm ngọc linh được tìm thấy nhiều tại miền Trung Trung Bộ Việt Nam. Thông thường, cây mọc chủ yếu ở núi Ngọc Linh thuộc huyện Đắc Tô, huyện Tu Mơ Rông ở tỉnh Kon Tum và huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, đỉnh Ngọc Am tỉnh Quảng Nam. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến và bảo quản. Bộ phận dùng, thân rễ và củ là chủ yếu, ngoài ra có thể sử dụng rễ con và lá, thu hái. Sau khi cây đạt 3 năm tuổi, thường thu hoạch vào mùa đông, chế biến, rễ cây sau thu hoạch đem rửa sạch và phơi khô, bảo quản, nơi khô ráo và thoáng mát. Thành phần hóa học, sâm ngọc linh có các thành phần chính như 14 axit béo, 20 nguyên tố đa vi lượng, 17 axit amin, 52 loại saponin. Sâm ngọc linh chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ và cải thiện sức khỏe. Sâm ngọc linh có vị đắng, không độc, quy kinh, tâm và thận, dược tính. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong sâm ngọc linh có 50 hoạt chất và sau khi xác định cấu trúc cho thấy có 26 hợp chất có cấu trúc đã biết thường tìm thấy ở sâm Nhật, sâm Triều Tiên và Mỹ. Bên cạnh đó, trong sâm ngọc linh còn có 24 loại saponin parmesan có cấu tạo không có ở các loại sâm khác, sâm ngọc linh còn chứa 20 chất khoáng vi lượng, 0,1% tinh dầu và 17 axit amin. Sâm ngọc linh chứa nhiều thành phần dinh dưỡng mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe như điều trị viêm họng hạt,
trị bệnh thiếu máu, hồng cầu, suy tiểu cầu hoặc tăng tạo tiểu cầu, chống trầm cảm, giải sờ chết, giảm lo âu và các bệnh lý gây ra bởi sờ chết, phòng và điều trị bệnh suy nhược cơ thể, tăng thể lực hoặc chống nhược sức. Tăng cường chức năng giải độc gan, bảo vệ gan và chống sơ gan, điều trị suy nhược thần kinh và kích thích não bộ hoạt động. Điều hòa nội tiết tố sinh dục, chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể. Điều trị bệnh đái tháo đường, sơ vỡ động mạch và điều hòa tim mạch, rối loạn nhịp tim, ngăn ngừa bệnh ung thư, cách dùng và liều dùng, sâm ngọc linh thường sử dụng dưới dạng thuốc sắc hoặc cao. Liều lượng dùng tối đa mỗi ngày 2-6 gram. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình sử dụng sâm ngọc linh điều trị bệnh, người bệnh tốt nhất thực hiện theo hướng dẫn từ bác sĩ. Tam thất, rễ cục phơi khô của cây tam thất, họ nhân sâm. Trong đông y, tam thất được coi là vị thuốc có tác dụng làm mất sự ứ huyết, tác dụng cầm máu, giảm viêm, giảm đau. Dùng chữa trị các trường hợp ho ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, đại tiện ra máu, tử cung xuất huyết, chấn thương. Ngoài ra tam thất cũng được coi là một vị thuốc bổ như nhân sâm, rất hay được dùng cho phụ nữ sau khi sinh nở. Phụ nữ đang mang thai không nên dùng. Mạch môn, dược liệu là rễ củ phơi hay sấy khô của cây mạch môn, họ hoàng tinh. Trong mạch môn người ta mới thấy có chất nhầy và đường, dùng làm thuốc chữa ho, long đờm. Trong củ mạch môn có chứa những chất hóa học như glucose, saccharose, fructose, các loại vitamin, vị thuốc củ mạch môn. Củ mạch môn có vị ngọt, hơi đắng và mang tính hàn. Quy kinh, củ mạch môn được quy vào một số loại kinh như vị tân, thủ thái âm phế, kinh tâm. Tác dụng dược lý và chủ trị, theo đông y, củ mạch môn có các tác dụng đối với cơ thể như an thần, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, lợi tiểu, ít tinh, cường âm, tăng cân, an ngũ tạng. Nhờ những tác dụng trên, mạch môn có khả năng điều trị các chứng bệnh sau, điều trị ho và ho ra máu, điều trị khô miệng, điều trị táo bón, điều trị ho có đờm, cách dùng và liều lượng dùng. Mỗi ngày nên dùng khoảng từ 6 đến 20 gram củ mạch môn, dùng mạch môn bằng cách sóc uống. Thiên môn, dược liệu là rễ củ phơi của cây thiên môn, họ thiên môn. Trong thiên môn có axit amin, ngoài ra còn có chất nhầy, tinh bột, saccharose. Tác dụng dược lý. Theo trung dược học, thiên môn có tác dụng kháng khuẩn. Nước sắc thiên môn có tác dụng ức chế liên cầu khuẩn A và B, phế cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn vàng, trực khuẩn bạch cầu. Nước sắc thiên môn không chỉ có tác dụng chống khối u, mà còn có tác dụng giảm ho, lợi tiểu, thông tiện, cường tráng. Theo bản kinh, thiên môn có vị đắng, tính bình. Theo biệt lục, thiên môn có vị ngọt, tính rất hàn, không độc. Theo đông dược học thiết yếu, thiên môn có vị ngọt, đắng, tính hàn. Quy kinh, theo thang dịch bản thảo, thiên môn quy kinh thủ thái âm phế, túc thiếu âm thận. Theo bản thảo kinh giải, thiên môn quy kinh thủ thái âm phế, thủ thiếu âm tâm. Đông dược học thiết yếu, thiên môn quy kinh phế, thận. Tác dụng, bảo định phế khí, khu hàn nhiệt, dưỡng cơ bì, ít khí lực, lợi tiểu tiện, thông thận khí, trừ nhiệt, trị tiêu khát, khử nhiệt trúng phong. Chấn tâm, nhuận ngũ tạng, ít bì phu, bổ ngũ lao, thất thương, chủ trị. Chỉ hư lao, người già suy nhược, gầy ốm, âm nuy, điếc, mắt mờ. Chỉ phế khí ho nghịch, xuyễn, phế này sinh ra nôn ra mù, ghẻ nước. Chỉ ho lao, lao phổi, ho ra máu, khát nước do bệnh ở thượng tiêu. Dược liệu chứa mono và diterpenoid glycosid. Mono diterpenoid glycosid gồm những glycosid có bộ khung của phần A glycone cấu tạo từ hai đơn vị hemiterpen nối với nhau theo quy tắc, đầu đuôi. Monoterpenoid glycosid có tác dụng kháng khuẩn, tác dụng nhuận, thông tiểu, làm hạ đường huyết, an thần. Những dược liệu dùng trong y học cổ truyền của ta như mơ lông, lá kim ngân, cỏ roi ngựa để chữa lị mụn nhọt. Diterpenoid glycosid có bộ khung của phần A glycone cấu tạo bởi 4 đơn vị isoprenoid. Một số dược liệu chứa mono và diterpenoid glycosid, sinh địa, rành rành, lá mờ, huyền sâm, cây đại, xuyên tâm liên, kẽ đầu ngựa, hy thiềm. Sinh địa, dược liệu là rễ củ tươi hay phơi sấy khô của cây địa hòa, hòa móng sói, tác dụng và công dụng. Cata có tác dụng hạ thấp đường huyết rõ rệt, đã được thí nghiệm trên súc vật, ngoài ra còn có tác dụng lợi tiểu và nhuận. Sinh địa dùng trong các bệnh tiểu đường, thiếu máu, thể trạng dễ bị chảy máu, sốt, lưỡi đỏ và khát. Thuộc địa dùng trong các trường hợp thiếu máu, tim đập nhanh, rối loạn kinh nguyệt, song kinh, chóng mặt, ù tai, râu tóc bạc sớm. Sinh địa và thuộc địa là thuốc bổ chữa suy nhược cơ thể. Theo kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại,
chống viêm, nước sắc sinh địa có tác dụng chống viêm trên thực nghiệm. Tác dụng hạ đường huyết rõ rệt trên súc vật, thực nghiệm có đường huyết cao, cũng có thể làm cho đường huyết bình thường của thỏ hạ thấp. Thuốc có tác dụng cường tim, hạ áp, cầm máu, bảo vệ gan, lợi tiểu, chống phóng xạ, chống nấm. Thuốc có tác dụng ức chế miễn dịch kiểu corticoid nhưng không làm ức chế hoặc teo tuyến thượng thận. Dành dành hay còn gọi là chi tử thuộc họ cà phê, là quả chín phơi hay sấy khô của cây dành dành, tác dụng và công dụng. Phần tan trong nước có tác dụng kích thích tiết mật và làm hạ bilirubin huyết tương, tác dụng an thần, gây ngu, chống co giật, hạ nhiệt, hạ huyết áp. Chi tử còn có tác dụng khác như kháng khuẩn, trị run. Trong y học cổ truyền, chi tử được dùng để chữa viêm gan cấp tính có vàng da, ngoài ra còn dùng để chữa khái huyết, tiểu tiện ra máu đau bốt, chống viêm. Liều dùng 6 đến 12 gram một ngày, dùng riêng hoặc dùng phối hợp với các vị thuốc khác. Dùng ngoài đắp để chống viêm, bầm dập, bong gân, cầm máu, sát trùng và giảm đau. Ocrozin là một chất màu dùng để nhuộm thực phẩm, ngoài ra nhân dân ta hay dùng dành dành để nhuộm lụa tơ tằm cho có màu vàng đẹp. Dược liệu là lá tươi của cây lá mờ, họ cà phê. Thành phần hóa học, tinh dầu là thành phần chủ yếu có trong lá mờ lông. Cụ thể, bao gồm các chất sau đây. Alkaloid, bisulfur carbon, sulfur dimethyl disulfide. Ngoài ra, metin mecaptan cũng là thành phần có trong lá mờ. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chất này trong lá mờ và cho rằng đây chính là lý do tạo nên mùi thối đặc trưng của nó. Lá mờ lông là vị thuốc có tính bình, mát. Vị của thuốc là vị ngọt, hơi đắng. Tác dụng dược lý và công năng chủ trị với thành phần là hoạt chất sulfur dimethyl disulfide tác dụng tương tự kháng sinh, nên lá mờ lông giúp kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả. Ngoài ra lá mờ còn giúp cải thiện sinh lý đối với hệ thần kinh của con người. Nói đầy đủ hơn, loại lá này có tác dụng kháng khuẩn, giảm đau, thanh nhiệt, giải độc, trị ho gà, tiêu chảy, hoạt huyết, giảm ho, tiêu sưng, lợi thấp, khô phong, kích thích tiêu hóa. Có công dụng chủ trị trong các chứng bao gồm ăn không tiêu, tiêu chảy, đau nhức xương khớp, phong thấp suy dinh dưỡng, tiêu hóa kém đối với trẻ nhỏ, ho gà, kiết lỵ, lị amip, viêm tai giữa. Nhiễm trùng, chấn thương ngoài ra, một số bệnh khác, nhân dân ta dùng lá để chữa lỵ. Huyền sâm, cây thảo sống nhiều năm, cao 1,5 đến 2 mét, rễ cụ hình trụ dài 5 đến 15 cm, đường kính 0,6 đến 3 cm, vỏ ngoài màu vàng xám. Thân vuông màu lục, có rãnh dọc, lá mọc đối, hình trứng hay hình bát, dài 10 đến 17 cm, mép có răng cưa nhỏ, mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới màu lục nhạt, có ít lông nhỏ rải rác. Cụm hoa là những sinh tán họp thành chùy to, thưa hoa ở nách lá và ngọn cành, hoa màu vàng nâu hoặc tím đỏ, quả nang hình trứng, dài 8 đến 9 mm, mang đài tồn tại, chứa nhiều hạt nhỏ màu đen. Mùa hoa từ tháng 6 đến tháng 10. Dược liệu là thân rễ cùng nguyên, phần trên hơi phình to, phần dưới thuôn nhỏ dần, một số rễ hơi cong, dài 3 đến 15 cm, đường kính 0,5 đến 1,5 cm. Mặt ngoài màu nâu đen, có nếp nhăn và rãnh lộn xộn, nhiều lỗ bì nằm ngang và nhiều vết tích của rễ con hay đoạn rễ nhỏ còn lại. Mặt cắt ngang màu đen, phía ngoài cũng có lớp bần mỏng, phía trong có nhiều vân tỏa ra, bó li be, gỗ. Mùi đặc biệt giống mùi đường cháy, vị hơi ngọt và hơi đắng. Huyền sâm có vị mặn, ngọt, đắng, tính hàn, quy kinh thận, phế, vị, công năng, tự âm, giáng hỏa, sinh tân dịch, chống khô khát, lương huyết, giải độc, nhuận táo, hòa trường. Chủ trị: trị các chứng nhiệt, chảy máu cam, thổ huyết, tiêu tiểu ra máu, sốt, miệng khô, lưỡi tím đỏ do huyết nhiệt. Trị viêm họng do ngoại cảm phong nhiệt dùng huyền sâm, ngưu bàng tử, cát cánh và bạc hà. Viêm họng do nội nhiệt thỉnh dùng huyền sâm, mạch đông, cát cánh và cam thảo. Tràng nhạc, bướu cổ và hạch dưới da dùng huyền sâm, xuyên bối mẫu và mẫu lệ. Khát, sốt, mất ngủ, chất lưỡi đỏ rêu lưỡi ít dùng huyền sâm, sinh địa và mạch đông. Táo bón do khô háo trong ruột dùng huyền sâm phối hợp với sinh địa hoàng và mạch đông. Cách dùng, liều lượng, ngày dùng 10 đến 12 gram, dạng thuốc sắc. Cây đại, dược liệu là vỏ thân hoặc cành và hoa phơi hay sấy đến khô của cây đại hay còn gọi là cây bông sứ, họ trúc đào, tác dụng và công dụng. Có tác dụng ức chế các chủng khác nhau của vi khuẩn lao ở nồng độ 1 đến 5 mg trên ml. Ức chế một số vi khuẩn thuộc gờ giam âm và gờ giam dương. Nước sáp vỏ thân có tác dụng nhuận, 4 gram mỗi ngày. Tác dụng tẩy sổ liều 8 đến 10 gram mỗi ngày. Chữa chân răng sưng đau. Hoa dùng chữa ho.
lá tươi giã đắp dùng chữa mụn nhọt. Xuyên tâm liên, dược liệu dùng là toàn cây xuyên tâm liên. Dịch chiết của lá xuyên tâm liên có tác dụng ức chế vi khuẩn, virus. Các thầy thuốc ở Bắc Mỹ và châu Âu sử dụng xuyên tâm liên với các mục đích như làm giảm đau nhức xương khớp và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm khác, chữa viêm da, trị long đờm, thuốc chống đông máu, giúp phá các cục máu đông, điều trị viêm gan C, trị chứng nhuận tràng, điều trị viêm quanh răng trong, bảo vệ gan, lợi mật. Cái đầu ngựa mọc ở khắp nơi trên nước ta nhưng tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc. Bộ phận dùng, quả và thân cây, thu hái vào khoảng tháng 5 đến tháng 9, chế biến và bảo quản. Cây cái đầu ngựa thường được chế biến thành cao thương nhĩ hoặc thương nhĩ hoàn, thuốc viên. Cái đầu ngựa có những thành phần chính như saponin, alkaloid, iốt và chất béo. Tính ấm, vị đắng, hơi có độc, quy kinh phế. Cái đầu ngựa có tác dụng chữa trị một số bệnh ngoại tà xâm nhập, giải cảm, chữa phong thấp, phong hàn, tê dại, mở mắt hay tay chân co giật, có độc tính có tác dụng hạ đường huyết, có công dụng sát khuẩn, điều trị bướu cổ. Hy thiêm, dược liệu là bộ phận trên mặt đất phơi hay sấy khô của cây hy thiêm, họ Cúc. Hy thiêm, thành phần hóa học. Trong hy thiêm có chất đắng có tên là dazutin thuộc dẫn chất của axit salicylic. Công dụng, trừ phong thấp, làm mạnh gân cốt giải độc, chữa các chứng bệnh, phong thấp tê đau, chân tay tê dại, bán thân bất toại, khớp xương, lưng gối đau mỏi. Mụn nhọt lở ngứa, viêm gan, hoàng đàn, tăng huyết áp. Cách dùng, uống 9 đến 12 gram mỗi ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột hoặc thuốc viên, thuốc chữa tê thấp. Ngày dùng 8 đến 16 gram dưới dạng thuốc sắc và cao thuốc. Nhóm tạp chất anthraquinone. Những hợp chất anthraquinone nằm trong nhóm lớn hydroxyquinone, những hợp chất quinone cũng là những sắc tố được tìm thấy chủ yếu trong ngành nấm, địa y, thực vật bậc cao nhưng cũng còn tìm thấy trong động vật. Các dược liệu chứa anthraquinone thuộc chicassia, phan tà diệp, thảo quyết minh, cốt khí cù, mùng châu, đại hoàng, cốt khí cù, hà thủ ô đỏ. Phan tà diệp là lá phơi hay sấy khô của cây phan tà diệp lá hẹp, hay cây phan tà diệp lá nhọn, đều thuộc họ văng, tùy theo liều mà có tác dụng nhuận hoặc tẩy. Nếu uống thì có tác dụng sau 10 đến 12 giờ, nếu thụt thì có tác dụng nhanh. Tác dụng chủ yếu là gây co bóp ruột già, ngoài ra còn có tác dụng lên cơ trơn của bàng quang và tử cung nên phải thận trọng đối với người có thai, viêm tử cung, viêm bàng quang. Liệu giúp tiêu hóa 1-2 gram lá, nhuận 3-4 gram, tẩy 5-7 gram. Thảo quyết minh là hạt phơi khô của cây thảo quyết minh, họ văng, công dụng. Trong đông y, hạt thảo quyết minh dùng uống để chữa đau mắt đỏ, mắt mờ, chảy nhiều nước mắt, quáng ga. Còn dùng sống để chữa nhức đầu, mất ngủ, làm thuốc giải nhiệt, bổ thận ngày dùng 6 đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc giã dập, sao kỹ rồi pha như pha trà. Cốt khí cù là hạt phơi khô của cây cốt khí mùng, còn có tên gọi khác là vọng giang nam, mùng lá khế, dương giác đậu, họ văng, công dụng. Y học dân tộc cổ truyền dùng hạt với tác dụng nhuận, giúp tiêu hóa, chữa táo bón mãn tính, chữa tê thấp, ngoài ra còn dùng thảo quyết minh để chữa đau mắt. Dùng lá làm thuốc nhiệt và dễ làm thuốc bổ và lợi tiểu. Mùng châu, dược liệu là lá chét cây mùng châu, họ văng. Trong lá, quả và rễ đều có chứa các dẫn chất anthraquinone. Tác dụng và công dụng. Lá có tác dụng nhuận tẩy, nhân dân ta thường dùng lá để chữa hắc lào bằng cách giã nát rồi sát vào nơi bị nấm. Đại hoàng, dược liệu là thân rễ đã cạo vỏ và phơi hay sấy khô của cây đại hoàng, họ rau răm, tác dụng và công dụng. Các dẫn chất anthraquinone trong đại hoàng có tác dụng làm tăng nhu động ruột, với liều thấp có tác dụng nhuận tràng, liều cao làm thuốc tẩy nhẹ dùng cho người đầy bụng, đại tiện bí thường dùng phối hợp với các vị thuốc khác. Các chế phẩm có đại hoàng tác dụng cả lên cơ trơn của bàng quang và tử cung, do đó phụ nữ có thai hoặc người bị viêm bàng quang không nên dùng. Do có tác dụng phụ là gây sung huyết nên không dùng cho người bị trĩ. Vì đại hoàng có chứa nhiều canxi oxalat nên không dùng lâu cho người bị sỏi thận oxalic. Cốt khí cù, dược liệu là rễ phơi khô của cây cốt khí cù, họ rau răm, tác dụng và công dụng. Dược liệu có tác dụng nhuận tẩy, có tác dụng làm hạ đường huyết và hạ cholesterol, có tác dụng kháng khuẩn trên một số loại vi khuẩn như E. coli, vi khuẩn lao. Dược liệu có thể gây nôn, gây tiêu chảy, khó tiêu hóa, cũng có trường hợp gây tổn hại gan và suy giảm hô hấp, nhưng hiếm.
Trong y học cổ truyền, dược liệu ít được dùng làm thuốc nhuận tẩy mà dùng để chữa viêm gan, vàng da, chữa tê thấp, đau nhức gân xương, viêm phế quản mãn tính. Dùng ngoài để trị bỏng, rửa âm hộ khi bị lở loét. Hà thủ ổ đỏ chủ yếu được biết đến như là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ít huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc. Tên gọi khác, giao đằng, dạ hợp, nhận dạng. Hà thủ ổ đỏ sống lâu năm, thân mềm dạng dây leo quấn với nhau, rễ phình to thành củ màu đỏ. Lá hình tim, đầu nhọn, dài 5-7cm, rộng 3-5cm. Cụm hoa hình chùy mọc ở đầu cành hoặc nách lá, mang hoa. Hoa nhỏ, màu trắng, 3 mảnh vòng ngoài lớn lên cùng quả. Quả 3 cạnh, khô, không tự mở. Theo y học cổ truyền, hà thủ ô đỏ có tác dụng nhuận tràng, tiêu độc, bổ huyết, chủ trị các chứng bệnh sau. Râu tóc bạc sớm, sơ vỡ động mạch, mất ngủ, táo bón, suy nhược thần kinh, tiêu hóa kém, cao huyết áp, tinh trùng yếu, ho gà. Theo nghiên cứu hiện đại, đối với hệ tiêu hóa, thành phần anthocyanin trong hà thủ ô đỏ có tác dụng kích thích nhu động ruột co bóp, thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, có lợi cho người bị tiểu đường, tăng mỡ và cholesterol trong máu, thận hư suy. Được sử dụng làm thuốc chữa thiếu máu, rối loạn kinh nguyệt, khí hư bạch đới ở phụ nữ, nước sắc hà thủ ô đỏ thể hiện rõ tính ức chế đối với hoạt động của trực khuẩn lao, giảm cholesterol máu. Các chất trong hà thủ ô đỏ còn có tác dụng chống oxy hóa. Flavonoid có tác dụng làm giảm flavonoid, bảo vệ năng chức năng gan, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chức năng sinh chống ra độc trong gan. Tế bào bởi nhiều nguyên nhân, tác dụng kích thích tiết mật, flavonoid thể hiện tác dụng chống nguy hại những tổ chức cơ nhãn, hủy hoại tế bào, ống dẫn mật, phế quản và một số tổ chức khác. Flavonoid được dùng trong các trường hợp rối loạn chức năng tĩnh mạch, tác dụng tĩnh mạch rõ rệt, giãn tĩnh mạch chống loét, chảy máu do đặt vòng trong phụ khoa, các bệnh trong nhãn khoa như xung huyết kết mạc, rối loạn tuần hoàn võng mạc. Tăng tuần hoàn máu trong động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, thuốc dùng cho những người có biểu hiện lão suy, rối loạn trí nhớ, khả năng làm việc bằng trí óc sút kém, mất tập trung tư tưởng, hay cáu gắt, tác dụng an thần rõ rệt. Hoài hòa, dược liệu là nụ cây hoa hòe, họ đậu, tác dụng và công dụng. Rutin có hoạt tính vitamin P, có tác dụng làm bền và làm giảm tính thấm của mao mạch, làm tăng sự bền vững của hồng cầu. Rutin làm hạ thấp trương lực cơ nhãn, chống co thắt. Rutin được dùng chủ yếu để đề phòng những biến cố của bệnh sơ vỡ động mạch, điều trị các trường hợp suy yếu tĩnh mạch, các trường hợp xuất huyết như chảy máu cam, ho ra máu, tử cung xuất huyết, phần có máu. Rutin còn là thuốc chữa trĩ, chống dị ứng, thấp khớp. Ngoài ra còn dùng trong các trường hợp tổn thương ngoài da do bức xạ, làm cho vết thương chóng lành sẹo. Rutin rất độc, tuy nhiên không được dùng trong trường hợp nghẽn mạch và máu có độ đông cao. Dùng dưới dạng viên 2,02g, có thể phối hợp với các thuốc khác như vitamin C, người ta còn sản xuất loại rutin hòa tan trong nước. Nhu cầu về rutin trên thế giới rất lớn, chỉ riêng nước Pháp hàng năm sản xuất hơn 10 tấn rutin mà vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Diếp cá, dược liệu là toàn cây dùng tươi hay khô của cây diếp cá, còn có tên gọi là cây ngư tinh thảo, lá dấp, họ lá dấp. Tác dụng kháng nhiều loại virus đã được nghiên cứu, tinh dầu ức chế trực tiếp các virus sau, virus gây bệnh herpes, virus gây cúm và HIV trùng 1 của người, diếp cá còn có tác dụng kháng viêm, thông tiểu. Tác dụng làm bền mao mạch, dược điển Trung Quốc chỉ định dùng lá diếp cá trong các trường hợp áp xe phổi, ho, khó thở, lị, nhiễm trùng đường tiểu tiện, mụn nhọt. Nhân dân ta có kinh nghiệm dùng lá diếp cá tươi để chữa đau mắt đỏ có tụ máu, diếp cá làm thứ giàu ăn thông thường ở miền Nam. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin PP rất tốt cho cơ thể. Tác dụng của diếp cá theo y học hiện đại, tính kháng khuẩn rộng, tinh dầu trong diếp cá có khả năng ức chế các loại virus như virus gây bệnh herpes, virus gây bệnh cúm, HIV trùng 1 ở người, các vi khuẩn tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn dung huyết, phế cầu khuẩn, trực khuẩn lị, nấm. Một nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy chiết xuất diếp cá có khả năng ức chế một dạng giống virus SARS gây nên hội chứng hô hấp cấp tính nặng, năm 2003. Tác dụng lợi tiểu rất mạnh, ngoài ra, diếp cá còn có tác dụng kháng viêm, tăng cường chức năng miễn dịch, chống ung thư, bệnh bạch cầu. Diếp cá là loại rau thường dùng ăn sống, hoặc nấu chín. Diếp cá được dùng để chữa táo bón, trĩ, mụn nhọt, lở ngứa, trẻ con lên sởi, viêm phổi, đau mắt hoặc đau mắt đỏ do nhiễm trực khuẩn mù xanh, viêm ruột, bí tiểu tiện, kết lị, kinh nguyệt không đều. Ngày dùng 6-12g toàn cây khô, trừ rễ, hoặc 20-40g cây tươi.
có thể dùng ở dạng thuốc sắc, thuốc bột. Hoàng cầm có tác dụng hạ nhiệt, có tác dụng kháng khuẩn, làm giảm các triệu chứng của bệnh cao huyết áp, tăng sức và làm chậm nhịp tim, làm giảm co thắt cơ trơn của ruột, có tác dụng an thần. Trong y học cổ truyền dùng hoàng cầm để chữa cảm sốt, ho, lị, ỉa chảy, mắt đỏ, sưng đau, chảy máu cam, mụn nhọt, thai động không yên, ngoài ra còn chữa viêm dạ dày và ruột. Dùng dưới hình thức thuốc sắc với liều 12 giờ một ngày, người lớn có thể dùng 30-50g một ngày, dùng để chữa các bệnh dị ứng. Hoàng cầm cũng được dùng dưới dạng cồn thuốc để chữa bệnh cao huyết áp, nhức đầu, mất ngủ, uống lâu không thấy có tác dụng phụ. Kim ngân hoa, dược liệu là nụ hoa có lẫn một số hoa đã nở của cây kim ngân, họ kim ngân, tác dụng kháng khuẩn trên một số vi khuẩn và một số virus, tác dụng ngăn sự tích tụ mỡ ở bụng. Được dùng chủ yếu để trị viêm nhiễm đường hô hấp trên như viêm amidan, viêm họng, viêm thanh quản, viêm da, mụn nhọt, sưng vú, viêm ruột thừa, trị lị trực trùng, viêm màng kết do siêu vi, cúm. Liều dùng 6-15g có thể đến 30g, ngoài sử dụng hoa, từ cây kim ngân còn sử dụng thân, cành và lá dùng làm thuốc. Cây atiso là một thảo dược quý, đã được nhân dân châu Âu sử dụng từ lâu để chữa các bệnh sỏi bàng quang, phù thủng, các bệnh về gan. Tác dụng tăng tiết mật cũng đã được chứng minh, nhiều công trình đã làm sáng tỏ các tác dụng của atiso, phục hồi tế bào gan, tăng chức năng chống chất độc của gan, phòng bệnh sờ vỡ động mạch, làm hạ cholesterol, thông tiểu. Hoa tươi atiso dùng làm thực phẩm hoặc thái thành lát phơi khô sắc uống thay trà, rễ cũng được thái lát phơi khô và dùng như hoa. Đặc điểm của loại cây này là từ thân, rễ, lá, bông đều hữu dụng chữa các bệnh về gan mật, cây phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu lý tưởng từ 10 đến 20 độ C. Hiện nay, atiso được chế biến thành nhiều loại thực phẩm khác nhau như cao atiso, atiso dạng sấy khô, các loại trà atiso, ngoài ra atiso còn được dùng ở dạng tươi như nấu canh, nấu nước uống. Atiso có tác dụng hạ cholesterol, UGE, lipid trong máu, tạo mật, tăng tiết mật, lợi tiểu, chữa các chứng bệnh về gan, thận, giảm tác hại khi ngộ độc rượu. Cây kế sữa có thể được trồng bằng cách gieo hạt trực tiếp xuống đất. Môi trường sinh trưởng của cây kế sữa là ở những vùng khô ráo, nhiều ánh nắng mặt trời. Cây kế sữa trưởng thành cao từ 1,2 m đến 3 m. Lá lớn có chấm hoặc cân màu trắng, bông màu đỏ tím, trái nhỏ, có vỏ cứng màu nâu bóng với nhiều chấm, toàn thân cây và lá đều có những gai nhỏ li ti đâm vào da rất nhức, nên người ta phải mang bao tay dày khi thu hoạch. Trà làm từ cây kế sữa đã được sử dụng cho việc điều trị các bệnh về gan. Đặc biệt phát triển tốt trên các sườn dốc nắng ở các nước Địa Trung Hải như Tây Ban Nha và Hy Lạp. Hoa cây kế sữa nở từ tháng 6 đến tháng 8, các hạt màu đen được thu hoạch vào cuối mùa hè để sử dụng cho các mục đích y học. Trong vòng hơn 50 năm qua, các nhà khoa học đã thành công trong việc xác định các hoạt chất có trong cây kế sữa, đáng chú ý nhất là một nhóm hỗn hợp liên quan có tên chung là silymarin. Phần lớn những sản phẩm của cây kế sữa được bào chế đúng tiêu chuẩn và tinh chất của nó được trích ra từ hạt và trái. Được sử dụng rộng rãi như một phương thuốc dân gian điều trị các bệnh về gan, kế sữa được xem là một loại thảo dược an toàn và có khả năng dung nạp tốt vào cơ thể, giúp bảo vệ gan tránh khỏi các tổn thương do rượu hoặc thuốc gây ra. Ổn định màng tế bào gan, ngăn cản sự xâm nhập của các chất độc vào bên trong gan, tăng tổng hợp protein ở tế bào gan, góp phần giải độc cho gan. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thúc đẩy sự phục hồi các tế bào gan đã bị hủy hoại, kích thích sự phát triển của các tế bào gan mới thay thế các tế bào gan đã bị hủy hoại. Ức chế sự biến đổi của gan thành các tổ chức xơ, giảm sự hình thành và lắng đọng của các sợi collagen dẫn đến xơ gan, giúp các bệnh nhân bị xơ gan do cồn sống lâu hơn. Tăng khả năng oxy hóa axit béo của gan, làm ổn định các tế bào gây viêm, ức chế phản ứng viêm, giảm các nồng độ enzyme gan, làm cải thiện các triệu chứng của bệnh gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan. Như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, viêm gan nhiễm mỡ, do cồn và không do cồn, nhiễm độc gan do hóa chất hoặc ma túy là các nguy cơ tiềm tàng gây ra bệnh ung thư biểu mô tế bào gan. Kháng insulin và tình trạng mất cân bằng các tác nhân oxy hóa là những cơ chế phát sinh bệnh chủ yếu dẫn đến tổn thương tế bào gan ở những bệnh nhân này. Làm giảm đáng kể sự phát triển tế bào ung thư, sự tạo mạch cũng như sự hình thành kháng insulin. Ngoài ra, cây kế sữa còn có thể có một số công dụng khác như ngăn cản quá trình oxy hóa cholesterol thành các mảng bám vào thành động mạch, là nguyên nhân gây xơ vỡ động mạch. Giúp tăng cường nhu động ruột và ngăn cản sự nhiễm độc,
làm sạch thận, hỗ trợ bài tiết, làm tan sỏi thận và sỏi mật, giúp làm dịu các cơn đau hành kinh và là một loại thảo dược tổng hợp hỗ trợ tiền kinh nguyệt rất có giá trị. Khả năng kháng viêm và tác dụng ức chế của silimarin đối với sự phát triển của các di căn ung thư cũng đã được xác nhận, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ruột kết, da, bàng quang và ung thư phổi. Các sản phẩm từ cây kế sữa thường được chuẩn hóa để chứa 70% đến 80% silimarin. Chiết xuất từ cây kế sữa thường được chuẩn hóa lên đến 70% silimarin, một liều thông thường sẽ là 200mg 3 lần ngày được cung cấp 420mg silimarin. Khi điều trị bệnh gan mãn tính, thời gian sử dụng ngắn nhất là 2 tháng cho đến vài năm và trong suốt tuổi thọ của bệnh nhân trong các trường hợp viêm gan mãn tính, xơ gan hoặc xơ hóa, liều uống nên được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân tùy theo tình trạng bệnh. Các vị thuốc từ cây dâu tằm, nhiều bộ phận của cây dâu tằm được dùng làm thuốc, vỏ rễ dược liệu là tang bạch bì, đào rễ, rửa sạch, bóc lấy vỏ phơi khô. Khi dùng cạo sạch lớp bần bên ngoài, thái nhỏ, tẩm mật, sao cho đến khi dính tay, dịch chiết nước của vỏ có tác dụng hạ huyết áp, có tác dụng an thần. Y học dân tộc cổ truyền dùng làm thuốc chữa ho, hen suyễn, khó thở, thuốc thông tiểu, ngày dùng 6 đến 12 gram, có thể dùng dưới dạng thuốc sắc. Lá, dược liệu là tang diệp, hái lá bánh tẻ phơi khô, y học dân tộc cổ truyền dùng làm thuốc chữa đường hô hấp trên, ho khan, chóng mặt, nhức đầu, viêm mắt, mắt mờ. Ngày dùng 6 đến 18 gram. Cành, dược liệu là tang chi, y học cổ truyền dùng làm thuốc chữa viêm khớp, tay chân tê bại. Quả, dược liệu là tang thầm, hái quả chín đỏ, đồ chín, sấy khô. Y học dân tộc cổ truyền dùng làm thuốc bổ, chữa các trường hợp mắt mờ, kém ngu, chóng mặt, bí tiểu, đại tiện ngày dùng 12 đến 20 gram. Hồng hoa, bộ phận dùng là hoa của cây hồng hoa, trong y học cổ truyền hồng hoa hay được dùng làm thuốc điều kinh chữa bế kinh, kinh nguyệt xấu. Chú ý phụ nữ có thai không được dùng, hồng hoa giúp cho tuần hoàn máu được lưu thông tốt, được dùng để trị chứng huyết khối. Ngoài ra còn dùng điều trị chứng co thắt mạch vành, đau thắt ngực. Tô mộc, dược liệu là gỗ phơi khô của cây gỗ vang, nhân dân dùng tô mộc làm thuốc san da và cầm máu dùng trong các trường hợp tử cung chảy máu, đẻ mà mất máu quá nhiều, choáng váng, hoa mắt. Còn dùng chữa lị da máu, chảy máu trong ruột, xích bạch đới. Một số vùng nhân dân dùng tô mộc nấu với nước uống thay chè. Theo nghiên cứu dược lý hiện đại, tác dụng kháng khuẩn của dược liệu này không bị ảnh hưởng bởi dịch vị của dạ dày. Ngoài ra hoạt chất trong dược liệu còn có tác dụng kháng histamin và kéo dài tác dụng của hormone tuyến thượng thận trên thỏ thực nghiệm. Nước sắc tô mộc có tác dụng khôi phục chức năng của tim ếch cô lập. Dược liệu có tác dụng giảm độc tố của một số loại thuốc, có thể dùng tô mộc có dạng sắc hoặc tán bột, liều dùng trung bình 3 đến 10g mỗi ngày. Coumarin là những dẫn chất alpha, pyrrole, có mùi thơm dễ chịu, có hơn 200 chất coumarin khác nhau. Coumarin có tác dụng chống co thắt, làm giãn nở động mạch vành, làm bền và bảo vệ thành mạch, chữa bệnh bạch biến hay bệnh lang trắng và bệnh vẩy nến, tác dụng kháng khuẩn. Các dược liệu chứa coumarin, bạch chỉ, xài đất. Dược liệu là rễ phơi khô của cây bạch chỉ, ngoài tinh dầu, trong rễ củ có các dẫn chất coumarin, có tác dụng làm hạ sốt, giảm đau. Liều nhỏ làm tăng huyết áp, mạch chậm, hơi thở kéo dài. Liều cao có thể gây co giật, tê liệt toàn thân, trong đông y dùng để chữa cảm sốt, nhức đầu, đặc biệt vùng trán, ngạt mũi do bị lạnh. Chữa đau nhức răng, bị thương tích viêm tấy, chữa khí hừ ở phụ nữ, ngày dùng 5 đến 10g. Dược liệu là bộ phận trên mặt đất của cây sải đất, cây chứa một ít tinh dầu, nhiều muối vô cơ, có vị mặn. Tác dụng kháng khuẩn của sải đất thấp, nhưng thực tế trên lâm sàng thấy có tác dụng chữa khỏi những bệnh viêm nhiễm, cây không có độc tính, sải đất dùng để chữa những bệnh viêm nhiễm như viêm tuyến sữa, viêm bàng quang, viêm tai mũi họng, mụn nhọt, lở loét, phòng và chữa rôm sầy, dùng tươi, lông rửa sạch, giã hoặc xay, ép lấy nước uống, bã dùng đắp nơi sưng đau. Từ tan nanh được dùng đầu tiên vào năm 1796, để chỉ những chất có mặt trong dịch chiết từ thực vật và có khả năng kết hợp với protein của da sống động vật làm cho da biến thành da thuộc không thối và bền. Do đó, tan nanh được định nghĩa là những hợp chất polyphenol có trong thực vật có vị chát được phát hiện dương tính với thí nghiệm thuộc da và được định lượng dựa vào mức độ hấp thụ trên bột da sống chuẩn. Cơ chế thuộc da được giải thích do tan nanh có nhiều trong nhóm OH phenol, tạo nhiều dây nối đôi hydrazo với các mạch polypeptide của protein.
nếu phân tử tannin càng lớn thì sự kết hợp với protein càng chặt. Phân tử lượng tannin phần lớn nằm trong khoảng 500 đến 5000. Trong cây, tannin tham gia vào quá trình trao đổi chất, các quá trình oxy hóa khử. Là những chất đa phenol, tannin có tính kháng khuẩn nên có vai trò bảo vệ cho cây. Dung dịch tannin kết hợp với protein tạo thành màng trên niêm mạc ứng dụng làm thuốc săn da. Tannin còn có tác dụng kháng khuẩn nên dùng làm thuốc súc miệng khi niêm mạc miệng, họng bị viêm loét hoặc chỗ loét khi nằm lâu. Tannin có thể dùng trong để chữa viêm ruột, chữa tiêu chảy. Tannin kết tổ với kim loại nặng và với alkaloid nên dùng chữa ngộ độc đường tiêu hóa. Tannin có tác dụng làm đông máu nên dùng đắp lên vết thương để cầm máu, chữa trị, dò hậu môn. Ngũ bội tử, dùng trong viêm ruột mãn tính, giải độc do ngộ độc bằng đường uống alkaloid, kim loại nặng, liều 2-3g thuốc sắc. Dùng ngoài bôi để chữa nhiễm trùng da, vết thương chảy máu, cách dùng để chữa trẻ em loét miệng trong đông y, phèn chua cho vào ruột ngũ tử, đem nướng rồi nghiền thành bột mịn để bôi. Ngũ bội tử là nguyên liệu để chế biến tannin tinh khiết, chế mực viết. Ổi, dùng để chữa đi lòng, lị, trong kháng chiến chống Pháp cao búp ổi được dùng có kết quả rất tốt. Có thể dùng nước sắc để rửa các vết loét, vết thương. Axit hữu cơ là những chất có chứa nhóm chất carboxy có công thức chung, một số nguyên liệu thực vật có hàm lượng axit khá cao nên có vị chua rõ rệt như quả mơ, chanh mè. Axit hữu cơ rất phổ biến trong thực vật đến nỗi các nhà hóa học trước đây đã coi axit là thành phần tất yếu của thực vật và không công nhận trong cây có chất kiềm. Axit hữu cơ có thể tồn tại dưới dạng tự do, dạng muối vô cơ hoặc este. Tên các axit hữu cơ thường dựa vào tên cây, tên khoa học, được phát hiện thấy axit đó lần đầu. Các quả có axit hữu cơ như nho, chanh, cam, mơ, mận có tác dụng thông tiểu và nhuận tràng. Axit benzoic là thuốc sát khuẩn nhẹ và long đờm. Benzicinamat có tác dụng an thần. Axit salicylic là chất sát khuẩn, hạ sốt và giảm đau. Axit gallic là chất săn da. Các dược liệu chứa axit hữu cơ, chanh, dịch ép quả ra, sau khi loại hết hạt, chiếm khoảng 30% khối lượng của quả, dịch này chứa khoảng 2% các đường, 6-8% axit citric. Kèm theo một số ít axit malic, ngoài ra còn có khoảng 60mg axit ascorbic trong 100g, các flavonoid, và các vitamin nhóm B. Me, cơm quả me chế như sau, nghiền nát quả, lọc bỏ sơ, lấy 50g cơm đã lọc bỏ sơ, 50g nước và 125g đường, đun sôi cạn còn 200g. Có thể đem sấy khô để dành, dùng cơm này pha nước uống khi sốt, bệnh về gan, tiêu hóa. Mỗi ngày dùng 20-120g cơm, pha vào nước thêm đường vào cho đủ ngọt mà uống. Trẻ em 3 tuổi dùng 5g, 5 tuổi dùng 5-10g, 12 tuổi dùng 10-30g. Gỗ cây me cũng được dùng dưới dạng thuốc sắc để nhuận tràng, thông tiểu nhẹ. Vỏ cây dùng chữa ỉa chày, viêm lợi răng, là nấu nước tắm. Phần 4. Kháng sinh, khái niệm về các chất kháng vi sinh vật. Các chất kháng sinh bao gồm những chất hữu cơ có nguồn gốc vi sinh vật, thực vật, động vật, có khả năng diệt hoặc kìm hãm sự phát triển các vi sinh vật khác. Các chất kháng sinh thường có tác dụng mạnh ở nồng độ rất thấp và đặc hiệu lên các vi sinh vật khác nhau. Các chất sát khuẩn như iốt, natơ, hypochlorit, các chất kháng khuẩn gồm các sulfonamid, các chất kháng sinh, các chất kháng ký sinh trùng sốt rét, các chất kháng lỵ ami và các đơn bào khác, các chất kháng nấm mốc. Những dược liệu có tác dụng kháng khuẩn, cây óc chó, sâm đại hành, hoàng liên, canh kina, tỏi, nghệ. Cây óc chó, cây to cao có thể hơn 20 mét lá kép, lông chim, 5-7 lá chét, cúng phình to, hoa đơn tính, cùng gốc. Cụm hoa đuôi sóc. Quả hạch đường kính chừng 3-4 cm, quả chín vào tháng mùng 9 tháng 10, hạt chia thành 4 thùy, có nhiều rãnh nhăn nheo trông giống như óc, do đó có tên là quả óc chó. Vỏ quả dùng để chữa bệnh herpes, trong y học cổ truyền dùng hạt để trị ho, viêm phế quản. Theo y học cổ truyền, sâm đại hành có vị ngọt nhạt, hơi hắc và không chứa độc. Có tác dụng sinh cơ, tiêu độc, an thần, bổ huyết, thông huyết. Chính vì vậy, chúng thường được sử dụng để làm thuốc bổ huyết, giúp tiêu hóa kém và điều trị các bệnh như phong thấp đau khớp, khó ngủ, tổ đìa, ho viêm phế quản, vẩy nến, sang thương ứ huyết. Ăn kém, còn theo y học hiện đại, sâm đại hành có tác dụng hành kháng với một số vi khuẩn, thường dùng để điều trị viêm đường hô hấp, kích thích tiêu hóa và giúp an thần.
hoàng liên là thân rễ đã phơi khô của nhiều loài hoàng liên, một trong những hoạt chất của hoàng liên là berberine, có tác dụng kháng khuẩn. Trên lâm sàng, berberine đã được dùng để điều trị những trường hợp viêm dạ dày và ruột, tiêu chảy, lị, chứa lị, cả lị amip và lị trực khuẩn đều có tác dụng ngày uống 3-6g chia làm 3 lần uống. Thời gian điều trị 7-15 ngày nếu lị có sốt, sau 2-3 ngày đều giảm sốt, sau 5 ngày phân hết trùng. Canquina dược liệu dùng là vỏ thân cây canquina, vỏ canquina dùng làm thuốc chữa sốt, sốt rét, thuốc bổ. Với liều 1-5 hoặc 10g một ngày dưới dạng thuốc bột, thuốc viên, bột canquina còn dùng rắc lên vết thương, vết loét. Vỏ canquina chủ yếu hiện nay dùng làm nguyên liệu chiết các alkaloid, chất kinin. Kinin dùng làm thuốc sốt rét với liều 1-2g một ngày, chia làm nhiều lần uống, mỗi lần 0,05g. Tỏi là một dược liệu được biết dùng từ lâu, hiện nay trong y học hiện đại đang khai thác để sử dụng. Dược liệu để chữa bệnh tà, dịch hạch, run sán và làm thuốc thông tiểu. Làm thuốc chống xơ mỡ động mạch, làm hạ cholesterol và lipid máu, thuốc chống nhiễm trùng đường hô hấp và đường ruột, trị đái tháo đường. Người ta dùng nước tỏi thụt để trị amip, lị trực trùng và trị run. Chữa viêm mũi, viêm âm đạo. Nghệ, dược liệu là thân rễ cây nghệ, kích thích sự bài tiết mật của tế bào gan, thông mật, phá cholesterol trong máu, diệt nấm và sát trùng, phá ác huyết, huyết tích, kim sang và sinh cơ, lên da, chỉ huyết. Nhưng nếu âm hư mà không ứ trệ cấm dùng, các bệnh sản hậu mà không phải nhiệt kế ứ cũng không nên dùng, phụ nữ có thai không nên dùng. Nghệ thường được dùng trong bệnh đau dạ dày, vàng da, phụ nữ sinh nở xong đau bụng. Ngoài công dụng trên, nhân dân còn dùng nghệ bôi lên các mụn mụn mới khỏi để đỡ sẹo, nhuộm len, nhuộm tơ, nhuộm da. Của Trung tâm Không gian mạng Việt theo, phần 5, nhóm hoạt chất alkaloid. Alkaloid là những hợp chất hữu cơ, có chứa nitơ có phản ứng kiềm và được lấy từ thực vật. Sau này người ta đã tìm thấy alkaloid không những có trong thực vật mà còn có trong động vật. Một số dược liệu chứa alkaloid thường gặp, cả lá xẻ, ô đầu, bách bộ. Cả lá xẻ, dùng phần trên mặt đất phơi hay sấy khô, dùng để bán tổng hợp các thuốc steroid, có tác dụng chống viêm nên cũng dùng để chữa thấp khớp. Ô đầu, rễ củ được thu hái để làm thuốc. Rễ con được gọi là phụ tử, củ cái được gọi là ô đầu. Theo đông y, ô đầu dùng để điều trị đau mỏi chân tay sai khớp, tê bại, chấn thương gây đau nhức, trúng gió phát kinh, chân tay lạnh ở trẻ nhỏ và co giật méo mồm. Theo nghiên cứu dược lý hiện đại, tác dụng đối với hệ thần kinh, gây ngứa, sau chuyển sang cảm giác nóng, bỏng và sau đó làm mất cảm giác tê bại, tăng cường tuyến nước bọt, ức chế trung khu hô hấp và hạ thân nhiệt. Tác dụng giảm đau, có tác dụng ức chế dẫn truyền thần kinh và khiến não bộ không cảm nhận được tín hiệu đau. Tác dụng chống viêm trên thực nghiệm. Bách bộ phận dùng, rễ củ, chữa ho gà, run kim, chảm lờ, thương phong khái thấu, phế lao và cháy giận. Tác dụng diệt một số loại ký sinh trùng như muỗi, bọ chét, cháy giận và ấu trùng ruồi. Kháng một số trùng khuẩn, tác dụng lên hệ hô hấp, giúp làm giãn cơ và thông khí, ức chế phản xạ ho, làm giảm ho. Điều trị run và diệt côn trùng, có tác dụng tiêu diệt và làm sạch vi khuẩn ở ruột già. Kháng vi khuẩn bệnh phó thương hàn và lịm. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.